Đây là thực tế chiếc máy sau 1 năm sử dụng, sự hao mòn diễn ra rất là nhanh. Thì nguyên nhân là do khách hàng sử dụng cái chế độ lau và hút đồng thời, dẫn đến là máy nó phải hoạt động cả hai việc cùng lúc và cái tiêu hao rất là nhanh. Tiêu hao đầu tiên bạn có thể nhìn thấy là hai cái vị trí bánh xe và cái vỏ lốp nó bị mòn đi khi mà hoạt động ở trên những cái sàn bóng như là sàn gạch men, thì sẽ diễn ra cái hiện tượng trơn trượt, máy nó sẽ bị ì, nó không thể đi được. Như các bạn thấy, ở chế độ vừa hút vừa lau đồng thời, robot có hiện tượng đi lòng vòng không theo bản đồ, thường gặp ở những mặt sàn gạch men bóng. Máy bắt đầu bị ì và di chuyển lệch hướng một cách bất thường. Chúng ta có thể chọn chế độ lau riêng cho robot trong phần cài đặt công suất, chế độ Silent trên Roborock và Quiet trên Ecovacs. Ngoài cái việc hao mòn bánh thì nó cũng sẽ gây ra những cái hiện tượng khác, như là nước nó sẽ bị cái độ khít khi mà cấp nước nó sẽ không ổn, dẫn đến nước nó sẽ dây ra cả những cái vị trí mắt cảm biến. Những cái mắt cảm biến nó sẽ bị ố và dỉ, bạn đang sẽ nhìn thấy. Thì cái mắt này, hai cái mắt ở cái cạnh cái bộ phận nâu nó sẽ bị nước vào và nó sẽ bị dỉ hết, cái mắt cảm biến này sẽ bị hỏng. Ngoài ra nữa thì cái bánh xe nó sẽ bị dơ, cái mô đun bánh xe nó sẽ bị dơ do phải chịu tải vừa chế độ hút mà vừa chế độ lau. Đặc biệt hơn nữa là những bộ phận khác đấy, như là cái cuộn hút trung tâm này, nó cũng sẽ bị dơ ra rất là nhiều. Thì kinh nghiệm là mình nên sử dụng tách rời chế độ lau và chế độ hút ra. Các bạn có thể xem những cái video hướng dẫn để set cái chế độ cho robot hút riêng, lau riêng, sẽ giúp cho cái hiệu quả nó tốt hơn và cũng đảm bảo được cái độ bền, cũng như tránh được cái tiêu hao, hay gọi là cái hao mòn của những cái bộ phận, đặc biệt là những cái bộ phận liên quan đến động cơ. Đây bạn nhìn thấy bánh xe mòn rất nhanh.